Assalamualaikum, Mam. Tenang. Mấy ba một con coi bẹo mua sản phẩm đặc biệt chẳng chật đi đừng à chật nâng ơi bản dương sạp hay nhẹ quýnh mình sẽ lành hù xa thương đi mình đang nè cửa thật ra chả ra cho tầm lạc mà nuôi chả ra sưng tầm mà ít á bây giờ tiêu là lâu nâng chất bắp đồng rồi bẹo mua sản phẩm đặc biệt đồng ngọt nha nè ca tiêu chỉ vấn đẹp luôn nằm ná xa một tố rồi đó là phụ kê bẹo mua sản phẩm đặc biệt ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016នគរបាលចរាចរណ៍នឹងធ្វើការពិន័យ15000រៀលចំពោះជនណាដែលមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព